Vâng, chào các bác. Hôm nay em về được một bộ Startup. Hình thức thì con này còn khoảng 85-90% độ đẹp. Có hao mòn nhẹ trong 5 tháng. Máy bao gồm máy, pin, sạc dây và đốc sạc pin theo máy. Vẫn đang trong tình trạng hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Màn rất sáng đẹp, chưa hề ú mốc cái gì. Cái sim chưa lắp sim. Sinh qua sơ một xíu là đẹp keng này. Hàng vừa về sáng nay xong. Đốc sạc đi. Em chỉ về duy nhất từ một bộ thôi. Em vào khu vực Hồ Chí Minh, những các bác nào có nhu cầu thì vui lòng inbox hoặc can cho em nhé. Motorola StarTAC khởi nguồn các dòng điện thoại sau này. Cho em khăn lạnh đấy. Để mua hàng các bác vui lòng liên hệ với em theo hai số điện thoại chính 0963. Hoặc 0946468910. Đây là hai số điện thoại chính cửa hàng. Bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em. Hàng bên em bán ra đều bao xài một tháng và anh sửa chữa sau tháng. Bao zin nguyên cây các bác nhé. Em quay điện thoại bằng tay phải và cầm máy bằng tay trái, tay chân nó hơi ngượng ngạo. Motorola StarTAC khởi nguồn các dòng điện thoại sau này. Ok, cảm ơn các bác đã coi video.